Thưa quý vị, người ta thường nói có bệnh thì vái tứ phương để mong cầu có một cách chữa khỏi bệnh cho mình. Thế nhưng không phải ai cũng tìm được đúng cách. Như trường hợp của một bệnh nhân nữ đang điều trị tại bệnh viện 108, bệnh nhân 46 tuổi ở Nghệ An bị ung thư phổi nặng do tự ý bỏ điều trị. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân này đang điều trị ung thư nhưng đã bỏ giữa chừng để tập theo một giáo phái và ăn rau xanh trừ bữa để thải độc cơ thể. Tháng 4 năm 2019, bệnh nhân đến bệnh viện 108 thăm khám lại sau nhiều gần lần đi khám chưa phát hiện ra bệnh. Qua thăm khám, bác sĩ xác định chị bị ung thư phổi giai đoạn tiến triển, tế bào ung thư đã di căn đến xương là nguyên nhân gây ra đau đớn ở chân. Thời gian đầu điều trị, bệnh nhân đáp ứng rất tốt với điều kiện điều trị hóa chất, cân nặng tăng đều, các triệu chứng giảm rõ rệt, khối u trên phim chụp cắt lớp vi tính cũng nhỏ lại. Tuy nhiên từ đầu năm 2020, khi cả nước phải thực hiện giãn cách về Covid-19, bệnh nhân ở nhà tự đọc trên mạng thông tin về bệnh của mình, chị tìm hiểu và tin tưởng vào phương pháp chỉ ăn rau xanh thải độc, kết hợp tập các bài theo một giáo phái, chị đã trực tiếp gặp gỡ trao đổi và tập cùng với một nhóm người tại địa phương một lần một tuần. Dù được truyền miệng phương pháp này có thể chữa bách bệnh, song càng ngày bệnh nhân càng thấy cơ thể mệt mỏi, cơ thể sụt tới 8 kg. 3 tháng sau, chị dây vào tình trạng suy kiệt, được gia đình đưa tới Bệnh viện 108 thăm khám lại. Các bác sĩ tại Viện 108 cho biết, khi quay lại, bệnh tình của bệnh nhân đã ở giai đoạn trầm trọng, khối u to trở lại, di căn. Ngay lập tức, bệnh nhân được áp dụng phác đồ hóa chất để tiếp tục liệu trình. May mắn, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã tốt lên nhiều. Theo các bác sĩ, trường hợp bệnh nhân nói trên chỉ là một trong số nhiều trường hợp bỏ ngang điều trị để tự chữa trị theo các phương pháp trên mạng chưa có cơ sở khoa học. Rất nhiều bệnh nhân sau một thời gian điều trị bằng các biện pháp không đặc hiệu này, ung thư tiếp tục tiến triển, thể trạng yếu đi, suy kiệt và khi quay trở lại bệnh viện thì đã quá muộn. Theo thống kê có đến 30% bệnh nhân ung thư tử vong vì suy kiệt, suy dinh dưỡng trước khi tử vong vì căn bệnh ung thư vâng và ngoài ra thì nắm bắt tâm lý của người việt thường tin tưởng vào những phương pháp điều trị cổ truyền nên nhiều nhóm lợi ích đã mạo danh cổ truyền để lừa lọc về tiền bạc và bán thuốc giả làm mất cơ hội điều trị hiệu quả của người bệnh